mẹ mấy chi tiết chủ yếu trên thân tàu thôi, trên thân với tên bom thì nó lâu thôi, tại nhỏ 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 xíu xíu không à, mẹ cả mấy trăm. Còn lắp cái khung thân dưới thì nó có mấy mảnh lớn lắp nha nọ, mà mẹ chỉ có trên bom mà súng rồi mấy cái anten radar rồi búa xua rồi nhỏ xíu xíu xíu. Ta lắp xong cái rồi, xong cái hồi bữa định quất thêm cái tàu sân bay nữa, mà từ từ lương rồi đấy. Trời, mẹ mới hai chiến hạm với mày, thì cái 400 cái 370. Nhựa Thép không rỉ, nhựa cái lùn đi. to không? Sao có giá đó? Dài 30 phân, dài 30 cm, rộng thì 7-8 cm gì đó, cao tầm 10 cm. Không to như cái bàn phím thôi, dài 30, rộng 7-8 gì đó chứ mày. Rộng thì cỡ nửa cái bàn phím, gần nửa. Quá Mẹ mới có hai quả máy bay, như một cái tiêm kích với một cái máy bay ném bom, mẹ pháo đài bay B-17. Chơi thêm một dàn F-16 nữa. Từ từ, em quất vài cái. Đợt tao định lấy cái tuần dương hạm với cái thiết giáp hạm kìa, cái tàu hạng nặng á. Chưa kết thúc. Mẹ nghĩ đi nghĩ lại thôi, mẹ quất hai cái lôi trước. Chơi cái lôi gì đây? Thật bữa tôi kia kéo xong rồi mẹ kêu để treo xong rồi lại quen tay tắt máy mẹ nó. Cứ kêu để treo xong rồi để nó chạy âm á, màn hình á nó chạy ẩn á, Còn free không mày? chạy dưới nền nè, tôi biết nó chạy dưới nền xong rồi tới hồi đéo để ý là nó đang tải hay không á, cái tắt máy cái điên khùng luôn. Mình cứ quen tay á cái 4 enter 2 lần điên khùng luôn. Mới tải được